Ngày 26 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Tân Lạc trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh. Về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong thường trực huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Trong buổi sáng, đoàn đã tiếp xúc với cử tri ba xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông. Chiều cùng ngày tiếp xúc với cử tri các xã Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, Ngọc Mỹ và thị trấn Mã Đức. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 2 đến trước kỳ họp thứ 3, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo đó, đối với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, đồng thời xem xét các báo cáo thông qua các nghị quyết liên quan các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã thị trấn đã phản ánh kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm đầu tư hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như mở rộng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn huyện, một số tuyến liên xã, liên huyện, công trình nước sạch, đầu tư đường điện từ các khu dân cư ở vùng cao và di rời đường điện tại xã Ngọc Mỹ, sớm triển khai xây dựng hạ tầng cho các khu tái định cư để di rời những hộ dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đất đá cao. Một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy ở cơ sở như số lượng biên chế, chức danh phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các vấn đề liên quan đến nhóm sinh kế như công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở gây ô nhiễm môi trường và nội dung liên quan chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, chế độ đối với bí thư chi bộ, trưởng xóm, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng một số vấn đề khác. Sau phần giải đáp của các sở ngành và huyện về các nội dung phản ánh của cử tri, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tiếp thu những phản ánh kiến nghị của cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và huyện, đồng chí đề nghị các đơn vị địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thiện sắp xếp cán bộ, công chức, đảm bảo tinh gọn, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả. Các cấp tiếp tục quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri, thực hiện chính sách dân tộc và chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh nhất. Đồng chí mong muốn cử tri phát huy vai trò ở địa bàn cơ sở, vận động quần chúng nhân dân ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát huy ý chí tự lực tự cường, xây dựng quê hương giàu mạnh.